Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được kể không? Đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà cái dạng tới đây anh nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ. À, địa chỉ bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà hà. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới móc, cái chạy một khúc tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em run em rối hết rồi. À, rối là tên đường hả? Em là Tín. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tín? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Nó xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, như là muốn tặng một cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá. Cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn bạn nữ á, cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à. Còn cái vỏ sách này bạn xách đi, bạn nhớ em hoài. À, trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À, trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy, đưa coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á. Cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á. Cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia, cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà ui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu cái là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian là sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi cảm thấy gì, đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ. Thành thử ra cái vấn đề đó mình không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Nghe không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị
thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính em không rõ ràng. Ý anh nói có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị, rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh trùng. Đó, là cái đó của em mạnh. Thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi? Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển, gặp người kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malaysia 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho, đó ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại, khó khăn lắm. Camera nó đặt bẫy trên. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu ít chứ không có nhậu nhiều không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ ý. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À, anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ gì cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á, thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc, rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hoặc cái gì đó. Cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề muốn bán vậy, hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi. Ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ, chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định á, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được. Còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu anh ơi. À, đất không lành thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ, mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu hôi vợ, con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháu đồ bồng á, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ bà giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ em đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng mẹ dạ. Đứng ra là dạ. Kiếm con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Và quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng được đó. Hai đứa con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với dì em, với em gái em. Rồi, dạ, cho gặp mẹ. Dạ, cô, chào cô Quốc Tường và chú Trần Linh.
Dạ, khán giả khán phòng hôm nay, tôi là mẹ của Võ, mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được, trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý, do con tôi giờ nó chịu đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác, hai nhà, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Giỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, món quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đồ đủ hết á chị. Lượt kiến luôn. Dạ, cái này là lượt luôn. Kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn, chảo dừa. Chảo dừa nữa. Chu đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em, anh có đoán được là gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì con do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm với bức tranh này. Thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn thì cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì sẽ tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý thì, anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không có dạ đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trời, hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có năm thôi, chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi, hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bóng nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút?
Tại vì qua cách nói chuyện của ảnh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hạ lãi quá giàu. Anh nói được những lời trên này thì em mong rằng trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng với em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Đã xin phép bác con được hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa?